tìm một khoảnh khắc cho ta bình yên, sống với những yêu thương để nụ cười đón ta khi thức dậy, chạm vào từng phút giây để ký ức không phai mờ, sống chậm để ta yêu thương nhiều hơn. Năng đấy. Dạ. Giới thượng lưu, để ý với em một chút. Vâng ạ. Anh là ai đấy ạ? Chào anh chị, tôi muốn mua nhà, không biết anh chị có thể tư vấn cho tôi được không ạ? Dạ, mời anh vào ạ. Cảm ơn cô. Tôi nghe nhầm cái gì không nhỉ? Tôi muốn mua nhà. Anh biết mỗi căn hộ ở đây là bao nhiêu tiền không? Tôi khuyên thật anh như thế này này, anh nên tìm những cái khu tập thể ấy, chỗ đấy là hợp với anh nhất ý. Anh Trung, sao anh lại khẳng định là tôi không có đủ tiền? Sách hay đọc mới biết, chứ người nghèo nhìn ngay biết ngay. Anh Trung, anh nói cái gì thế? Xin lỗi, mời anh đi cho. Chào anh. Ồ, kìa anh. Anh ơi, em sẽ tư vấn cho anh ạ. Cảm ơn cô. Cô nên nhớ những cái căn hộ ở đây ấy là chúng ta hướng tới những khách hàng thượng lưu. Anh đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người ta như thế. Tất cả những khách hàng khi đã đặt chân vào đây đều phải được tôn trọng và đối xử công bằng. Dạ, anh ơi, em xin phép được tư vấn cho anh ạ. Bây giờ mời anh đi lối này để em dẫn anh đi xem căn hộ mẫu ạ. Dạ, mời anh ạ. Vừa rồi em có đưa anh đi xem vài căn hộ mẫu. Thế thì anh cảm thấy hài lòng với căn hộ nào ạ? Tôi thấy căn 3 phòng ngủ hợp với lại mục đích sử dụng của gia đình mình. Tôi chốt căn đấy. Dạ, thế thì mời anh vào văn phòng chúng ta làm hợp đồng mua bán ạ. Mời anh vào ạ. Cảm ơn cô. Cho tôi đặt cọc bằng tiền mặt đi. Tôi có chuẩn bị sẵn mấy trăm triệu đấy rồi. Dạ vâng ạ. Hoa. Dạ. Em ra làm việc đi. Để anh tư vấn thêm cho anh Long nhé. Dạ vâng ạ. Em xin phép ạ. Em chào anh. Chào anh. Em có thể tư vấn thêm cho anh được không ạ? Lúc nãy em có gì không phải, mong anh bỏ qua cho. Em sẽ tư vấn cho anh một căn hộ thật ưng ý với gia chủ. Vậy cũng được. Dạ. Phiền anh tư vấn thêm. Anh ơi, có khách. Ôi, anh Long. Dạ, em chào anh ạ. Anh đến lúc nào mà không bảo bọn em xuống thôi. Thôi không cần. Hôm nay nhìn anh hoành tráng quá, chả giống hôm trước thế nào cả. Dạ, anh đi đường có mệt không anh? Ngồi ô tô mà, có gì mệt đâu. Anh để em xách cặp cho anh ạ. Phiền cậu xách giúp tôi, có 5 tỷ tiền nhà thôi mà. Anh Long, đúng rồi. Chả có gì ngoài tiền đây nhỉ. Dạ thưa anh, em đã khảo xong bản hợp đồng. Lát nữa anh đọc qua rồi chúng ta tiến hành ký luôn anh nhé. Hôm nay tôi đến ký hợp đồng. Dạ. Nhưng không phải với cậu mà với cô Hoa. Phiền cậu cho tôi xin lại cái cặp. Ơ kìa. Hoa này. Anh Long. Sao lại thế ạ? Cậu lại còn hỏi tôi tại sao à? Ngay từ đầu cô Hoa là người tận tâm, nhiệt tình tư vấn cho tôi. Có thái độ của cậu đối với tôi thì sao? Thì em biết lỗi rồi. Em đã sửa sai, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Tôi không để bụng, nhưng chỉ là tôi không chấp nhận được thái độ của cậu đối với khách hàng. Tiện đây tôi cũng thông báo luôn, tôi được điều chuyển về làm tổng giám đốc mới của công ty này. Hôm trước tôi đến đây chỉ là thử. Anh ơi, thế chuyện mua nhà cũng là thử ạ? Tôi chỉ thử thái độ làm việc thôi. Còn tôi vẫn mua căn hộ đó cho con trai của mình. Và việc đầu tiên tôi làm bây giờ ấy là chính thức sa thải cậu. Anh không thể làm như thế được. Em là nhân viên giỏi, doanh số cao nhất công ty anh ạ. Đúng là công ty cần những nhân viên giỏi, nhưng mà chỉ năng lực giỏi thôi chưa đủ, mà phải cần những nhân viên có đạo đức. Đúng không Hoa? Dạ. Em chuẩn bị hợp đồng cho anh đi. Dạ vâng, anh làm ngay đi ạ. Chậm để ta yêu thương nhiều hơn.